Thưa quý vị, và để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, thì việc sử dụng những dung dịch sát khuẩn khô từng được khuyến cáo là sẽ thay thế cho việc rửa tay bằng xà phòng và nước cũng là một trong những cái khuyến cáo của WHO. Vậy thì khi đi máy bay, hành khách có được mang theo những cái lọ dung dịch này hay không? Và những cách phòng tránh nhiễm bệnh trên máy bay như thế nào để thực sự hiệu quả? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp ngay trong phóng sự sau. Để hạn chế việc lây nhiễm khi di chuyển bằng máy bay, trước tiên bạn nên chọn hãng hàng không uy tín, có trách nhiệm với cộng đồng để mua vé. Chọn chuyến sử dụng mẫu máy bay mới nhất có thể để đảm bảo nội thất được vệ sinh sạch sẽ hơn, hệ thống điều hòa không khí hiện đại. Thứ hai, làm thủ tục trực tuyến trong 24 giờ trước giờ khởi hành. Theo tôi thì đối với những chuyến bay mà khi mà những cái đoàn khách đông người đi thì việc tốt nhất bạn nên làm để tránh việc lây nhiễm trong mùa dịch như thế này là làm check-in online. Bạn có thể làm qua điện thoại di động, smartphone hay là làm ở nhà qua mọi thiết bị máy vi tính cũng được. Như thế thì nó sẽ hạn chế được cái việc lây nhiễm khi mà mình làm check-in trực tiếp vào sân bay. Khi vào khu vực kiểm tra, bạn càng ít cầm chạm vào khay đựng đồ càng tốt. Tất cả những thứ có thể cất trong túi lớn gồm đồng hồ, kính, thắt lưng hoặc trong túi áo như ví tiền, khăn đều không ảnh hưởng đến thủ tục soi chiếu an ninh. Nếu được yêu cầu đặt máy ảnh, laptop, đồ điện tử riêng ra khay, bạn có thể xịt dung dịch sát khuẩn lên tay hoặc lau chùi bề mặt những thiết bị này và rửa tay sau khi hoàn tất thủ tục an ninh. Thứ ba, hạn chế tối đa ăn uống hay sử dụng dịch vụ công cộng trong sân bay. Hạn chế đến những khu vực đông người ở sân bay, và nếu chúng ta có đến sớm thì cũng hạn chế cái việc mà phải ăn uống hay là sử dụng mọi cái dịch vụ ở ngoài sân bay. Như thế sẽ hạn chế được tối thiểu cái việc lây nhiễm, nhất là trong cái mùa dịch này. Nếu mà trong trường hợp mà bắt buộc mình phải ăn uống thì việc tốt nhất nên làm là chúng ta có thể trả thanh toán qua thẻ tín dụng, thì nó sẽ hạn chế được việc mình cầm tiền và trả, thì nó sẽ hạn chế rất nhiều lây nhiễm qua tay. Và nếu mà có bắt buộc phải trả thì nếu có găng tay y tế thì càng tốt. Bên cạnh đó, bạn nên mang đầy đủ dụng cụ bảo vệ như khẩu trang, xịt diệt khuẩn, khăn giấy kháng khuẩn, găng tay y tế, thuốc men. Cố gắng chỉ mang hành lý xách tay để hạn chế tiếp xúc tại quầy check-in, hay đảo hành lý khi hạ cánh. Trong trường hợp bắt buộc phải gửi hành lý, bạn nhớ mang theo khăn kháng khuẩn và găng tay khi phải tiếp xúc tại quầy. Sau đó phải rửa tay bằng xà phòng và nước ngay lập tức. Thứ tư, mang khăn kháng khuẩn lau sạch những chỗ có khả năng chạm vào. Rồi một lưu ý nhỏ nữa, đối với hành khách khi mà chúng ta ra sân bay sớm, chúng ta phải ngồi chờ hoặc là cũng như là đi xe buýt vận chuyển ra lên máy bay, hoặc là lên máy bay ngồi thì chúng ta nên mang cái khăn kháng khuẩn ra, có thể vệ sinh cái chỗ khu vực xung quanh chúng ta ngồi cũng như những cái tay vịn ở trên ghế máy bay. Và nếu như trên máy bay mà còn rất là nhiều chỗ trống, chúng ta di chuyển đến những cái chỗ mà thoáng hơn để tránh tiếp xúc với nhiều người và tránh bị lây nhiễm. Về việc có được mang chất khử trùng trên máy bay, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA đã đưa ra khuyến cáo với các quốc gia thành viên nới lỏng quy định về mang chất lỏng có cồn lên tàu bay áp dụng từ ngày 7 tháng 3 năm 2020. Chất khử trùng tay chứa cồn được mang lên máy bay với mức giới hạn khối lượng là 100ml. Theo IATA, việc sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn thay thế cho việc rửa tay bằng xà phòng đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị để ngăn chặn lây lan virus COVID-19. Tuy nhiên, chất khử trùng tay chứa cồn được xem là hàng hóa nguy hiểm, không được phép mang lên tàu bay theo quy định của IATA và hướng dẫn của ICAO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Do đó, các hãng hàng không muốn bổ sung nước rửa tay có cồn đưa lên tàu bay cho tổ bay sử dụng hoặc lắp đặt trong buồng vệ sinh cần được nhà chức trách hàng không, cục hàng không chấp thuận. Đồng thời, việc này phải đảm bảo một số điều kiện về an toàn như xa nguồn nhiệt, xa nguồn đánh lửa. Phi hành đoàn được mang theo hành lý xách tay, nước rửa tay có cồn, nhưng mỗi lọ không vượt quá 100ml. Tương tự, hành khách cũng được chấp thuận mang nước rửa tay có cồn trong hành lý xách tay, nhưng mỗi lọ không quá 100ml. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, cơ quan hàng không cũng khuyến cáo hành khách tuân thủ quy định an ninh hàng không và chấp hành hướng dẫn của nhân viên an ninh hàng không tại sân bay.